quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh. Bên cạnh đó, đây còn được coi là ngày làm mới, ngày mà mọi người có thể hy vọng cho một năm mới bình an, sung túc và gác lại những điều không may trong năm cũ. Ấy thế mà đã có những vụ án mạng thương tâm xảy ra ngay trong những ngày đầu xuân năm mới. Thông tin chi tiết vụ án ra sao, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 11 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Vũ Văn Nghĩa, 60 tuổi, ngụ ở quận Long Biên để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Ca, 58 tuổi, vợ ông Nghĩa. Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa ông Nghĩa và vợ là bà Ca, từ 10 năm nay thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Mặc dù hai người đã ly thân nhưng vẫn sống trong một căn nhà. Ngày 28 tháng 1, tức mùng 4 Tết, Nghĩa đang ở quê tại thị trấn Quỳnh Lôi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thì nảy sinh ý định sát hại vợ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Nghĩa từ quê về nhà tại quận Long Biên, Hà Nội để gây án. Khi về đến nhà, Nghĩa thấy cửa không khóa nên đi vào phía trong và phát hiện bà Ca đang nằm ngủ trên giường. Lúc này, Nghĩa đi xuống bếp lấy một chiếc chày gỗ ra chỗ bà Ca đang nằm, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Không lâu sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Lý, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị L, sinh năm 1987, vợ Lý. Ngày 15 tháng 1, sau khi sát hại vợ, Lý đã làm giả hiện trường vụ điện giật. Tuy nhiên, tội ác của Lý đã bị cơ quan công an điều tra làm rõ. Quý vị thân mến, đây không chỉ là vụ án thương tâm duy nhất xảy ra vào dịp đầu năm mới. Trong khi nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm ngày Tết, như câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, thì mùng 4 Tết đáng lẽ ra được xả hơi cùng bạn bè. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với vụ án của một Việt kiều Mỹ bị xử lý ngay trong ngày mùng 4 Tết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang giáo diết xác minh, điều tra truy bắt các đối tượng giết người tại thành phố Phan Thiết vào rạng sáng 17 tháng 2, tức mùng 4 Tết Canh Dần. Theo thông tin ban đầu, nội dung vụ án diễn ra như sau. Trước đây, anh Trần Thanh Phong, 28 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại thôn 3, xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, có nợ của Huỳnh Ngọc Bình, tức Bình Hô, 37 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Phú Tài, Phan Thiết, một số tiền do cá độ đá bóng. Khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 2, khi anh Phong đi chơi đến trước vũ trường Lâm Kiều nằm trên đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Phú Thủy, Phan Thiết thì gặp Bình Hô. Bình Hô đòi tiền nhưng anh Phong không trả nên bị Bình Hô và nhóm bạn đi cùng đuổi đánh. Sau khi chạy thoát, anh Phong đi ngang quán nhậu số 116 đường Trần Hưng Đạo thì thấy có bạn là Ngô Viết Sơn, 33 tuổi, trú khu phố 2, phường Phú Trinh đang ngồi nhậu tại đây nên Phong ghé vào cùng nhậu. Mới ngồi được một ít phút, Bình Hô dẫn theo Đỗ Anh Tuấn, 24 tuổi, trú tại phường Phú Trinh, cùng 16 đối tượng khác lao vào quán chém anh Phong. Sơn và Trần Thị Thúy Kiều là nhân viên của quán 116 rồi nhanh chóng rút đi. Ba nạn nhân được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Sơn đã chết tại bệnh viện. Trong chúng ta, ai ai cũng không tránh khỏi những lúc nóng giận mất kiểm soát. Vụ án ngay sau đây khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng và bức xúc khi con rể giận quá mất khôn, trong cơn nóng giận đã ra tay với cả nhà vợ, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 2, tức mùng 4 Tết Mậu Tuất, Nguyễn Văn Phương, 32 tuổi, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ là ông Lê Xuân Hải, 60 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, cách khoảng 5 km để nói chuyện với vợ. Tại đây, giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Lúc này, thấy con rể một tay cầm dao, vợ chồng ông Hải chạy vào can ngăn, liền bị Phương đâm khiến ông Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Vợ Phương là chị Lê Thị Thiện và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Quy bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Trung cho biết, trong lúc xảy ra sự việc, có một người hàng xóm vào can ngăn cũng bị đối phương dùng dao tấn công nhưng rất may tránh được. Sau khi gây án, đối tượng bị người dân xung quanh vây bắt và giao cho lực lượng công an. Theo lực lượng chức năng, lúc gây án, đối tượng Phương có hơi men và mâu thuẫn trước đó với vợ của mình. Hiện Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Chiều ngày 19 tháng 2, tại khoa phòng và phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp bị bỏng nặng rất thương tâm. Bệnh nhân là chị TTMA, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện ngày 15 tháng 2 trong tình trạng bỏng 32% cơ thể, bỏng hô hấp nặng. Các bác sĩ phải tiến hành thay băng, bù dịch, cắt lọc vết thương và xử trí bỏng hô hấp cho chị A. Theo thông tin ban đầu,
Trước đó, chị A bị người chồng hờ khóa trái cửa nhốt, châm lửa đốt rạng sáng ngày 15 tháng 2, tức mùng 4 Tết Tân Sửu, tại một căn nhà thuê trên tỉnh lộ 15 thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân của hành động nhẫn tâm trên được cho là vì người đàn ông ghen tuông, nghi ngờ chị A có người mới. May mắn là người dân phát hiện kịp thời, lao vào phá cửa cứu hai mẹ con thoát chết. Ngoài chị A nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, thì con gái 7 tuổi của chị cũng đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngay sau đó, công an huyện Củ Chi đã vào cuộc và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Thảo, 37 tuổi, ngụ quận 12 để điều tra về hành vi giết người. Một vụ án tương tự cũng trong lúc nóng giận vì ghen tuông, gã phi công trẻ đã ra tay sát hại người tình vào đúng ngày Tết rồi đến công an đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh hôm nay cho biết đang điều tra vụ trọng án xảy ra tại một nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh vào mùng 4 Tết. Nghi phạm trong vụ án là Cao Trường Hoàng, 36 tuổi, ngụ Trà Vinh. Hoàng khai đã sát hại người tình hơn tuổi là Phạm Thị Thanh, 43 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi, Hoàng đến công an đầu thú về việc gã vừa giết chị Thanh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh ngay sau đó đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra xác minh. Tại đây, lực lượng công an phát hiện chị Thanh đã tử vong với nhiều vết thương. Hoàng khai nhận giữa gã và chị Thanh có thời gian chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, Hoàng nghi ngờ chị Thanh có người tình mới, nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trưa cùng ngày, trong lúc cãi vã, Hoàng đã dùng dao làm người tình tử vong. Sau đó, gã phi công này đến công an đầu thú. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối với tự Hoàng để phục vụ công tác điều tra. Xuất phát từ ý tốt của mình mà một người đàn ông đã bị mất mạng khi đang đứng xem đánh bầu cua ngay trong ngày mùng 4 Tết Canh Tý. Sáng ngày 28 tháng 1, tức mùng 4 Tết, ông Nguyễn Đình An, trưởng công an xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 27 tháng 1, tức mùng 3 Tết, tại thôn Hiền Lương, xã Bình Giang, trong lúc đang đánh bầu cua thì xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Thấy vậy, anh Nguyễn Chiếm L, 37 tuổi, chú thôn Hiền Lương đang xem đánh bầu cua đến can ngăn thì bị một đối tượng dùng hung khí đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với công an huyện Thăng Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng này. Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết Nguyên đán mọi năm đã xảy ra rất nhiều vụ án, trong đó là mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng cắt đứt tình nghĩa vợ chồng để lại vết hằn sâu trong tâm trí của những người ở lại. Hậu quả của những vụ nêu trên là người thì mất mạng, người thì dính vào vòng lao lý, bị trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.